Đây là khoảnh khắc mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ và huấn luyện viên Kỳ Thế Sắc gặp lại nhau. Những người đối thủ của nhau năm xưa này đã gặp lại nhau trên cương vị huấn luyện viên, trước đây thì là trên cương vị cầu thủ. Ở trong đội hình của câu lạc bộ Nam Định thì huấn luyện viên Kỳ Sắc có lẽ nhớ nhất là Phùng Văn Nhiên. Phùng Văn Nhiên là một trong những đồng đội của Kỳ Thế Sắc với thời huấn luyện viên Yết Kiến, huấn luyện trưởng Hoàng Gia Lai. Như vậy là Phùng Văn Nhiên đang tiến về phía huấn luyện viên Kỳ Thế Sắc, người đồng đội cũ. Đi đây chúng ta chụp ai làm gì đâu mà ai vô sang làm gì mà chú lo quá. Người đồng đội cũ. Anh Nhiên ơi, anh bỏ khẩu trang em xin chụp ảnh hai anh em. Ok. Người đồng đội cũ gặp nhau rất vui. Họ đã từng thi đấu trong đội hình Dream Team của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Phùng Văn Nhiên đã từng có thời gian sinh sống ở Gia Lai rất lâu sau khi giải nghệ. Tuyên lúc này thì lại quay trở về câu lạc bộ Nam Định. Hình ảnh rất ý nghĩa trước trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Nam Định. Văn Nhiên tiếp tục di chuyển về phía các đồng đội cũ, người đã cùng làm việc với Văn Nhiên tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai.